Thảo xin chào quý cô chú anh chị, các bạn đang xem kênh ABC Family Feng Shui Vlog của Thảo nha. Ngày hôm nay Thảo muốn chia sẻ cùng các cô chú anh chị cách làm bánh flan hương caramel cà phê, ăn rất là ngon và bánh mềm mịn thơm ngon. Và ngay bây giờ Thảo sẽ đi thực hiện món bánh này. Bây giờ Thảo làm caramel cho bánh lăng. Ở đây Thảo có là 120g đường, 20ml nước và 30ml nước cộng với cà phê. Bây giờ Thảo sẽ khuấy cho cà phê tan hòa vào trong nước. Thảo sử dụng là cà phê bột. Cà phê rất dễ hòa tan. Và Thảo mở bếp và cho cái nồi lên. Cho vào làm 120g đường. Và cho luôn là 20ml nước và nấu ở lửa trung bình. Lúc này Thảo dùng cái phới, Thảo sẽ khuấy cho đường nó hòa vào trong nước. Các bạn có thể không khuấy cũng được. Nghĩ theo thói quen thì ai cũng muốn khuấy cho cái đường nó tan hòa vào trong nước nhanh hơn. Và bây giờ Thảo sẽ khuấy thêm lần nữa lúc mà cái đường nó sôi đó. Caramel thì lúc nào cũng phải sử dụng ở lửa trung bình nha các bạn. Và bây giờ đường nó chuyển qua màu vàng và màu đậm vàng hơn chút, là lúc này Thảo khuấy thêm lần nữa. Và như vậy Thảo sẽ cho cà phê vào để đường nó qua màu đen nhiều quá nha các bạn. Caramel của mình nó sẽ đắng lắm. Bây giờ cho luôn vào là 30ml cà phê cộng với nước. Hôm nay nó cái màu cà phê thì cái caramel của mình nó có màu đen nâu nha, nhưng nó không có đắng. Thảo sẽ đổ trực tiếp vào trong những cái ly, đổ caramel tràn đầy đáy ly là được nha các bạn. Mình làm caramel đường có hương cà phê vào á, cái mùi cà phê rất là thơm và ăn cái hương vị rất là lạ, dễ chịu, vì đa phần ai cũng thích uống cà phê, đúng không các bạn? Và bây giờ Thảo đã đổ hết caramel vào trong 6 cái ly. Và lúc này caramel nó cũng hơi đông đặc lại rồi. Thì mình để ở đây cho nó nguội hẳn. Và giờ Thảo qua đây, Thảo sẽ chuẩn bị phần trứng. Là ở đây là Thảo sử dụng 6 lòng đỏ trứng gà và 4 lòng trắng trứng gà. Khi đã lấy xong nguyên 4 cái trứng gà rồi, bây giờ Thảo sẽ tách lấy 2 lòng đỏ trứng gà. Còn phần 2 lòng trắng trứng gà đó, các bạn sử dụng vào việc khác nha. Bây giờ Thảo nhắc lại lần nữa, ở đây là có 6 lòng đỏ trứng gà và 4 lòng trắng trứng gà nha các bạn. Bây giờ Thảo sẽ khuấy cái phần trứng nó hòa vào nhau, nó tan mịn vào nhau. Rồi đến như vậy là được rồi. Cái nồi mà mình làm caramel còn lại mình đổ vào là 500ml sữa tươi không đường. Bạn không có sữa tươi không đường thì sử dụng sữa tươi có đường cũng được nha. Và cho vào đây là 40g đường. Nếu mà có sữa tươi có đường thì các bạn giảm cái phần đường này xuống là còn 20g đường thôi. Và nấu ở lửa trung bình, khuấy đều cho đường hòa vào trong sữa. Và nấu đến khi sữa nó sôi lên như vậy là tắt lửa. Và mình nhắc cái nồi xuống là được rồi nha các bạn. Sau đó Thảo sẽ đổ sữa trực tiếp vào trong trứng lúc ngay bây giờ luôn. Nó sẽ giúp cho trứng nó không có tanh. Và cái hôm nay Thảo sẽ không sử dụng vani, bởi vì trong nước sữa đường á có hương cà phê. Các bạn muốn để thêm vani thì để tùy theo các bạn nha. Và Thảo sẽ khuấy cho trứng và sữa hòa vào nhau. Khuấy sữa cho hòa vào trong trứng. Lúc này thì khi mà mình đổ sữa nóng vào trong trứng thì trứng gà nó sẽ không còn tanh trứng gà nữa.
Và bây giờ Thảo sẽ đổ cái phần trứng này lọc qua cái rây để cho cái phần trứng này nó mịn hơn. Công thức này Thảo làm á, các bạn có thể sử dụng vào trong việc kinh doanh bánh lăng nha. Và Thảo sẽ đổ cái phần trứng này vào trong các ly. Thảo cho sữa trứng vào trong mỗi ly là 100ml. Bánh lăng này Thảo chia sẻ rất là chi tiết và ai xem sẽ làm thành công ngay lần đầu. Cách làm rất là đơn giản. Và cho ra cái bánh là trắng mịn, thơm ngon và không có bị rỗ luôn nha các bạn. Đặc biệt là không bị tanh mùi trứng. Mình đổ bánh lăng vào nó có bọt bóng thì mình dùng cái nĩa mình đâm những cái bọt bóng đó nó vỡ ra nha. Và bây giờ Thảo sẽ sử dụng một tờ giấy kiến vuông lớn như vậy để Thảo bịt cái miệng ly. Kiến thay thế cho cái nắp đậy, bởi vì ly này Thảo không có cái nắp đó các bạn. Nó cũng giúp cho bánh nhanh chín hơn. Hôm nay Thảo không nướng và cũng không hấp, Thảo sẽ cách thủy bánh lăng nha. Thảo cho cái khăn vào trong một cái chảo nước như vậy, để khi mà mình để những cái ly bánh lăng vào á, lúc mà nó sôi nhẹ lên nó sẽ không có làm đục, làm tiếng động lớn. Phần nước đổ vào á, Thảo sẽ đổ khoảng một lóng tay nước thôi, đừng có nhiều quá nha các bạn. Để làm bánh lăng cách thủy này thì có thể sử dụng những cái cốc thủy tinh, chứ cốc mũ thì Thảo nghĩ chắc không có được. Và Thảo cho hẳn 6 cái cốc thủy tinh bánh lăng vào rồi. Nấu ở lửa trung bình và cách thủy bánh từ 10 đến 15 phút nha các bạn. Thảo trở lại sau khi làm cách thủy bánh lăng là 12 phút nha các bạn. Và dỡ nắp ra và mình sẽ cho tất cả bánh ra ngoài. Lúc này á, bánh nó cũng đã chín hẳn rồi. Lúc này á, bánh nó nóng lắm. Bây giờ Thảo sẽ cho các bạn xem nè. Mình nhưng nó rất là nóng. Cái mình lắc nó không có lỏng bỏng nữa là nó chín rồi đó các bạn. Bây giờ mình cho ra ngoài hết. Làm theo cách này thì bánh nó rất là nhanh chín so với là bánh hấp theo thông thường và nướng. Hấp thì cũng phải mất 20 đến 25 phút và nướng cũng mất khoảng 30 đến 40 phút. Và bây giờ Thảo cho các bạn xem nè. Bánh nó không có bị rỗ luôn á các bạn. Và cái mặt bánh á, mình lắc lư như vậy, cái bánh nó chặt như vậy là chứng tỏ cái bánh nó đã thật là chín rồi. Và bây giờ á, Thảo sẽ lấy hết cái giấy kiến trên mặt ly ra hết, để cho bánh thật là nguội ở bên ngoài. Khi bánh đã thật sự nguội rồi á, mình mới bỏ vào trong ngăn mát tủ lạnh từ 8 đến 10 tiếng là sử dụng bánh được rồi. Sử dụng tờ giấy trắng trong nhà bếp và đậy lại cho bánh thật nguội. Và bánh đã sau 8 tiếng đồng hồ, Thảo đem ra và sẽ trút bánh ra cho các cô chú anh chị các bạn xem bên trong cái bánh như thế nào ha. Phải dùng cái dao để mà mình tia cái vành bánh như vậy mới dễ lấy bánh hơn. Với cái công thức làm bánh flan này của Thảo đó, các cô chú anh chị có thể áp dụng vào việc kinh doanh. Cách làm thì cũng khá là đơn giản và không có tốn chi phí nhiều mà cho ra cái bánh rất là thành công và ưng ý. Các bạn sẽ hài lòng khi làm cái công thức này. Và đặc biệt bánh không có tanh mùi trứng. Và sau khi trút cái bánh ra rồi, bây giờ Thảo sẽ chấn vào cái bánh cho cô chú xem bên trong cái bánh nha. Bánh rất là mềm, mịn,
và thơm mùi cà phê. Không có bị gỗ nữa cô chú ơi. Rất là ngon. Ai mà thích uống cà phê và hương vị cà phê thì ăn cái bánh lăng này thì rất là thích. Và video của Thảo đến đây xin tạm dừng. Thảo cảm ơn các cô chú anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nếu thấy thích video của Thảo thì đừng quên like, share, chia sẻ video cho nhiều người cùng xem và đăng ký để ủng hộ Thảo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.